Audio trọn bộ truyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 130 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến Vương, tác giả Phương Thốn Sơn qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trong khi nhóm người Tiêu Nhất Thiên vội vã rời khỏi Long Thành, thì bên kia tôn chủ long sát cùng với thân đồ vân hảo bị nổ bay rơi vào hai nhà dân trong thành gà bay chó rùa một mảng hỗn độn nhưng bọn họ quả là mạng lớn hoặc cũng có thể nói cao thủ nhị cảnh minh tâm không hồ danh ngày đêm tu luyện mà giữ được mạng sống rất nhanh những người còn lại chạy theo sau cuộc hỗn chiến cũng tìm được bọn họ đưa bọn họ nâng ra tôn chủ long sát thì còn tốt thân đồ vân hảo cũng thế sau khi đào quanh một vòng địa ngục trồi lên, cả hai bên lúc chiến đấu sức lực xuất ra so với Tiêu Nhất Thiên chỉ có hơn chứ không kém. Toàn thân đầy thương tích, nếu như không phải những người còn lại đều trung thành và tận tâm. Bọn họ lúc này mà ra tay, dễ dàng liền có thể đem tôn chủ long sát cùng với thân đồ vân hạo giết chết. Ánh mắt nhìn nhau, tôn chủ long sát cùng với thân đồ vân hạo lừa giận đầy mặt, lại không nói gì, Hai đại nam nhân qua tuổi bán trăm đột nhiên có chút nhớ nhung lại tiếng khóc. Bọn họ vốn nghĩ trước tiên thương lượng tốt, liên thù giết chết tiêu nhất thiền, đoạt lại mật phượng hoàng. Sau đó lại quay về tìm kẻ thù. Nhưng mà ai có thể nghĩ đến cuối cùng lại rơi vào tình cảnh này, suýt chút nữa thì bỏ mạng. Thật thảm. Tôn chủ long sát. Một cao thù nhất cảnh minh khí may mắn sống sót nói những người đó đã đi rồi hẳn là lo lắng ở lại có những người khác nhảy ra tranh đoạt mật vượng hoàng cho nên không dám chém tận giết tuyệt chúng ta kế tiếp nên làm gì bây giờ đi rồi sao? tôn chủ long sát âm thầm thở ra ý bảo nói bổn vương trong ngực có một lọ thuốc lấy ra đây đã vâng cao thủ nhất cảnh minh khí tuân theo lời của tôn chủ long sát lấy ra một cái bình xứ màu trắng mở ra lấy một viên đan dược đút cho tôn chủ long sát cầu tặc thân đồ vân hạo tôn chủ long sát sau đó nhìn về phía thân đồ vân hạo hừ lạnh nói bổn vương lúc này nếu như muốn giết ngươi thì liền dễ như trở bàn tay quả thật là không sai thân đồ vân hạo vốn chính là người từ bên ngoài đến tuy rằng dẫn theo một nhóm người gia nhập thiên địa minh nhưng những người đó chỉ là vì lợi ích đối với hắn chưa từng thành tâm Giờ phút này, hắn thân chịu trọng thương, đánh mất năng lực, tự nhiên sẽ không có ai nghe theo mệnh lệnh của hắn nữa. Tôn chủ Long Sát không giống như vậy, cho nên Tôn chủ Long Sát nếu như hạ lệnh giết thân đồ Vân Hạo như vậy thì thân đồ Vân Hạo hẳn là phải chết. Không tội, thân đồ Vân Hạo không chút nghi ngờ gật đầu thừa nhận, nhưng mà hắn ảm đạm cười, ngược lại là định liệu trước nói, ngươi hiện tại có thể giết ta, nếu như ngươi không giết ta thì chỉ dựa vào một mình ngươi còn có thể đối phó với cầu tặc kia sao? cho nên ta đối với ngươi mà nói còn có giá trị lợi dụng ngươi cần ta trợ giúp cùng lắm thì hiện tại ngươi tha cho ta một mạng sau khi cướp được đồ về ta không tranh cùng với ngươi là được chứ gì không thể không thừa nhận thân đồ vân hạo rất thức thời sự tình phát triển đến mức này nếu như hắn còn muốn đồ vật kia khi thành công đoạt mật vượng hoàng từ tay của tiêu nhất thiên hắn cũng không có năng lực để cùng tôn trù long sát đánh nhau còn không thì liền trở thành mục tiêu duy nhất. Xem ra người thông minh, tôn chủ long sát cũng rõ ràng, hướng về phía cao thủ nhất cảnh minh khí nói. Trong ngực của bổn vương còn có một lọ thuốc, lấy ra đây, mỗi lọ một viên, đưa cho hắn đi. Làm thủ lĩnh của quỷ sát, lại còn là đệ tử của hiên viên phong cuồng. Thuốc trong tay của tôn chủ long sát không phải là loại bình thường, thân đồ văn hạo không đơn giản, chỉ hứa hẹn. Hắn không dễ tin người, nhưng hắn tin vào độc của mình hơn. Chỉ cần uống viên thuốc kia, sống chết của thân đồ Vân Hạo đều do hắn định đoạt. Được thôi. Cao thủ nhất cảnh minh khí tự nhiên hiểu được dụng ý của tôn trù Long Sát. Lập tức lấy ra một bình xứ nhỏ màu đen đem đến, nhét viên đàn dược vào miệng của thân đồ Vân Hạo. Thân đồ Vân Hạo không muốn nhưng cũng không dám phản kháng. Vì sống chỉ có thể ngoan ngoãn nhận mệnh trải qua một giờ hoàn toàn luyện hóa khôi phục tôn chủ long sát cùng với thân đồ vân hạo mới miễn cưỡng đứng dậy được sắc mặt hơi có chút chuyển biến tốt đẹp lúc này đây xích long kiếm cùng với kim ngọc thiền trượng lúc nãy đã mất đi bây giờ lại muốn tìm trở về nhưng trước mắt xích long kiếm cùng với kim ngọc thiền trượng đều là gươm không còn công lực không còn uy thế như trước nữa nhất là xích long kiếm Lúc ấy thần kiếm kết một tầng mạng nhện Làm cho xích long kiếm có vẻ yếu ớt Tôn chủ lòng sát mặt mày đều tái đi Thiên thần chi kiếm Thiên thần chi kiếm Âm thanh lạnh như băng kêu lên Vẫn nộ tới cực điểm Thanh âm đều phát ra Làm cho người ta không rét mà run Gần đến đường cùng Lại đột nhiên bộc phát sức mạnh kinh khủng như vậy Suýt chút nữa đã đem tôn chủ long sát Cùng với xích long kiếm nổ tan nát Ngoài trừ hiên viên phong của ra thì có lẽ Tiêu Nhất Thiên chẳng phải là vô địch thiên hạ sao. Hơn nữa Tiêu Nhất Thiên đã đi rồi mang theo Tiêu Thanh Sơn, mang theo mật phường hoàng, rời khỏi Long Thành, quay trở về kiếm Sơn, trần chính đem thần kiếm giấu đi. Càng nghĩ thì tôn chủ Long Sát, trái tim càng đập nhanh hơn. Kiếm gì cơ? Thân đồ Vân Hạo cũng hỏi. Tôn chủ Long Sát vừa rồi nói cậu tạc kia đánh chúng ta bị thương bằng kiếm thiên thần sao? Kiếm thiên thần chính là thần binh khí mà năm đại thần cống hiến cho một trong những dòng con cháu của họ thân đồ. Thân đồ Vân hạo tuy rằng chưa nhìn thấy qua, nhưng cũng nghe nói qua về kiếm thiên thần. Bên trong gia tộc là bảo vật tương truyền, bằng không thì sao chứ? Tổ chủ Long Sát cùng với thân đồ Vân hạo liếc nhau, trầm giọng nói. Ngoại trừ kiếm thiên thần ra thì còn có thể một kiếm suýt chút nữa đem hai người chúng ta giết chết sau. Đúng vậy, thần binh lợi khí có được chiến lực thêm vào càng lợi hại, chiến lực lại tăng càng lớn. Nhưng muốn nói lợi hại, đường đường là tôn chủ long sát, hắn có xích long kiếm, chẳng lẽ không lợi hại sao? Vu tiên sinh là phụ thân của hiên viên phong cuồng, hắn sử dụng kim ngọc thiền trượng, chẳng lẽ không lợi hại sao? xích long kiếm cũng tốt kim ngọc thiền trượng cũng thế ngàn giảm mới tìm được một thần binh bên trong là thần binh thiên thần chi kiếm thì ngược lại chỉ dựa vào một đao hư ảnh lấy một địch hai là chuyện bình thường xích long kiếm cùng với kim ngọc thiền trượng gọi là lợi khí chưa thể gọi là thần binh mà thiên thần kiếm mới thật sự là thần binh hồi tương lại thân đồ vân hạo cũng nhịn không được mà lộ vẻ kinh hãi hung hăng run dày có chút nghi hoặc hỏi. Khả... À, chính là tôi nghe các trường bối nói qua, thiên thần kiếm tồn tại trong đó là kiếm linh, mà kiếm linh hộ chủ, trừ bò thần bên ngoài. Những người khác căn bản là không thể tiếp cận, càng không thể có thể chiếm giữ mà lợi dụng thiên thần chi kiếm để tu hành. Cầu tặc kia làm sao có thể có được chứ? Không nghĩ ra, họ thân đồ văn hạo thật sự nghĩ không ra, gọi là thiên thần kiếm tiêu nhất thiên hẳn là tu hành thời gian không ngắn người nói có thể là đúng đó tôn chủ long sát gật đầu nói nếu như không có kiếm linh hộ chủ ngoại nhân khó có thể tiếp cận kỳ thật tôn chủ long sát đã sớm biết thiên thần chi kiếm giấu ở kiếm sơn nhưng vẫn đi tìm là bởi vì nguyên nhân này vốn nếu như hiên viên phong cuồng lần này có thể thành công luyện hóa được mật phượng hoàng tiến vào cảnh giới cao nhất. Thống lĩnh bộ tộc hiên viên rời khỏi hiên viên thành, lấy thực lực của hắn, quả thật là có thể áp chế kiếm thiên thần. Chỉ tiếc là không như mong muốn, kiếm cùi ba năm thiêu một giờ, xảy ra chuyện sợ là trở về không được, cắn răng hư lạnh một tiếng. Thường nhân không thể tiếp cận, nhưng là có một loại tình huống ngoại lệ, trừ phi là người chiếm được kiếm thiên thần cho phép bọn họ mượn dùng thiên thần chi kiếm để tu hành. Nghe vậy, thân đồ Vân Hạo trái tim run lên kịch liệt. Làm sao có thể chứ? Trừ phi. Đột nhiên... Thân đồ Vân Hạo như nghĩ tới một loại khả năng còn chưa nói ra khỏi miệng thì đã đem lời nói của chính mình dọa sợ. Tôn chủ Long sát sẽ không phải là ám chỉ cầu tặc hắn. Hắn là... Không thể, không thể nào không đợi thân đồ văn hạo đem lời nói nói cho so hết tôn chủ long sát đã mở miệng đánh gãy xung quanh đây có không ít người trầm giọng nói bổn vương mới đầu cũng muốn nghĩ như vậy cầu tặc kia còn trẻ sao có thể có thiên phú kinh khủng như vậy hơn nữa sáu năm trước phụ thân của hắn tự mình đưa vào điện huyền vương lúc ấy tiêu thanh sơn là ám cảnh trung kỳ có thực lực lại là được tôn sư coi trọng sư tôn thậm chí chính miệng nói ra hắn ta là người có thiên phú, chỉ có huyết mạch của Tiêu Thanh Sơn mới có thể chịu đựng được sự ăn mòn của Mật Phượng Hoàng. Sự thật là vậy, Mật Phượng Hoàng đã tiến nhập vào thân thể của Tiêu Thanh Sơn nhưng hắn lại không chết. Hiện tại xem ra, chỉ có thể như thế mới giải thích được rõ ràng mọi chuyện. Thần đồ Vân Hạo sững sờ, trợn tròn mắt ha hốc miệng. Hai người, ngươi một lời, tôi một ngữ, đã khởi qua khởi lại. Chỉ bọn họ hai người mới có thể nghe hiểu lẫn nhau. Nhưng xung quanh đây, những người khác lại hai mắt nhìn nhau, nghe không hiểu. Nhưng bọn họ nghe ra sự tình thực sự rất nghiêm trọng. Chuyện này... Thân đồ văn hạo từ trong nỗi khiếp sợ định thần lại hỏi. Lòng tôn chủ, kế tiếp chúng ta tính như thế nào đây? Bọn họ phụ từ hai người bất tử, sợ là chúng ta hai người cùng với gia tộc hiên viên tất cả đều sống không nổi đâu. Quả nhiên, sự tình thực nghiêm trọng. Tôn chủ long sát suy nghĩ một lúc, sau đó thì cắn răng nói. Chúng ta cùng với bọn họ, xem như số mệnh người chết ta sống, không thể cùng tồn tại. Phải có một bên hoàn toàn biến mất. Cho nên... Ba ngày. Chúng ta nhiều nhất chỉ có thể cho bọn hắn ba ngày. Ta sẽ tận dụng khả năng để triệu tập Điện Huyền Vương dạy ở Bách Quốc phải lập tức động thủ liên hệ với Âu Châu Lý Châu bên kia, phái càng nhiều cao thủ càng tốt. Ba ngày sau, đợi chúng ta thực lực khôi phục đến trạng thái ổn định, đại quân xuất phát, đánh vào đại hạ, tuyệt đối không thể tùy ý cho bọn họ nắm trong tay thiên thần chi kiếm. Nếu không, mọi sự sẽ dối tung lên. Tôn chủ lòng sát một ven nói, làm cho tất cả mọi người đều trầm trọng. Bọn họ ý thức được sự tình thực sự nghiêm trọng, lại không nghĩ rằng nghiêm trọng tới tình trạng này. Hai người bọn họ là ai chứ? Lại làm cho tôn chủ long sát cùng với thân đồ vân hảo kiêng kỵ như vậy, không tiếc đầy bọn họ vào chỗ chết. Nhưng mà... Bà... Tôn chủ long sát không chịu nói, không ai dám mở miệng hỏi. Sắc trời tờ mở sáng, khi liên lạc vừa thông, trải rộng ở Bách Quốc nhận được mệnh lệnh 3.000 chiến tướng của Điện Huyền Vương tập kết, trải khắp đường cùng ngõ hẻm đồng thời Âu Châu Lý Châu cũng nhận được mệnh lệnh rất nhiều cao thủ lập tức xuất phát hòa tốc chạy tới vùng đất Trăm Quốc. Vì thế ngay khi đám người Tiêu Nhất Thiên đi đến tại thời điểm bọn họ nghĩ mọi việc kết thúc, một luồng gió lốc lại quét tới Kiếm Sơn. Trạng vàng cùng ngày trải qua mười mấy giờ khôi phục, Tôn Chủ Long Sát cùng với thân đồ Văn Hạo liên tục luyện hóa thuận lợi đem bản thân khôi phục lại được sáu phần. Mà lúc này tại vùng đất Trăm Quốc. Theo tin tức, trong vòng một ngày, Điện Huyền Vương đã tổng kết tập hợp được gần 500 đội quân chuẩn bị sắp xếp, mặc cho tôn chủ long sát sai phái. Âu Châu Lý Châu ở bên kia cũng hơn 100 cao thủ tiến vào Bách Quốc. Đêm dài lắm mộng, dù vậy tôn chủ long sát vẫn như cũ, khó có thể an lòng. Hắn tìm thân đồ Vân Hạo đề nghị nói, tổng cộng hơn 700 cao thủ, hẳn là đủ rồi. Theo tôi thấy, chúng ta lập tức xuất phát đêm tối kiêm trình ở trên đường chậm rãi khôi phục đến đó ít nhất cần ba ngày chờ hắn tới rồi chúng ta xuất phát chỉ sợ cũng sẽ chậm chuyện này liên quan trực tiếp tới sự hưng thịnh của âu châu lý châu cùng với vùng đất trầm quốc nó liên quan trực tiếp tới sự tồn vong của hai bộ tộc tuyệt đối chúng ta không thể thất bại nghe vậy thân đồ vân hạo cũng không chút do dự gật đầu nói đương nhiên là tôi cũng có ý này Bộ từ hai người đó còn sống thì cuộc sống của chúng ta hàng ngày không yên đơn giản ngay lập tức hoặc là không làm đã làm thì phải làm đến cùng mau chóng kết thúc hai người ăn nhịp với nhau đám người tiêu nhất thiên rời khỏi long thành gần mười mấy giờ đồng hồ tôn chủ long sát cùng với họ thân đồ vân hạo liền xuất lĩnh khẩn cấp tập kết chậm rãi rời khỏi long thành tôi đã biết buổi tối hơn mười ngàn xe xếp thành một hàng dài đi nhanh như chạy trong lúc đó, trong một chiếc xe, có bốn người là Tiêu Nhất Thiên, Xuân Nhụy, Lang Đồng và Lang Hồn đang ngồi. Lang Hồn phụ trách lái xe, Lang Đồng ngồi ở ghế phó lái, Tiêu Nhất Thiên cùng với Xuân Nhụy còn lại ngồi ở phía sau. Tiêu Nhất Thiên nằm, đem đầu gối lên đùi của Xuân Nhụy. Lúc này điện thoại của Xuân Nhụy đột liên vang lên, sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng. Sư Tôn yên tâm, chúng ta nhất định sẽ mau chóng đem lão đại an toàn mang về. Sư Tôn, hiển nhiên là điện thoại do dì từ đàn gọi tới khoảng cách gần xuân nhụy cùng với dì từ đàn trò chuyện nội dung đều nghe được hết tiêu nhất thiên chậm rãi mở mắt thật đúng là âm hồn bất tán dứt lời tiêu nhất thiên ngồi dậy sờ sờ từ trong ngực lấy ra một viên đan dược mà tôn trù xà sát đã cho lúc trước nuốt vào sau đó lại nhắm mắt bắt đầu luyện hóa thấy thế làng đồng quay đầu lại nhìn về phía xuân nhụy hỏi có chuyện gì vậy Chuyện này... Xuân Ngụy hơi có chút do dự một chút, sau đó thì chạm giọng nói. Sư Tôn vừa rồi truyền tin tức, Tôn Chủ Long Sát triệu tập 3.000 quân của Điện Huyền Vương. Thân đồ Vân Hạo cũng điều trăm cao thủ ở Âu Châu Lý Châu theo đuôi chúng ta. Hẳn là muốn từ chiến đến cùng. Chàm thảo trừ căn. Nghe vậy, lang đồng nhất thời giận dữ, nhịn không được mà mở miệng quát mắng. Một đám chó chết, sớm biết như vậy, không nên rút lui mà đuổi cùng giết tận không để cho bọn họ đông sơn tái khởi nếu như tôn chủ long sát chết rồi thì mọi chuyện liền kết thúc nhưng tôn chủ long sát còn sống thì vẫn còn chiến đấu như cũ tiêu nhất thiên không nói gì cả nhưng nếu như cho tiêu nhất thiên một lần nữa lựa chọn hắn vẫn không chút do dự mà rút lui nguyên nhân rất đơn giản hắn không muốn mạo hiểm một bên là tôn chủ long sát cùng với thân đồ vân hạo đích mệnh một bên là an quy của tiêu thanh sơn cùng với tô tử lam hai mạng quèn này làm sao có thể so sánh với vụ thân và thê tử của hắn chứ vô phương xuân nhụy nói điện huyền vương ở bách quốc rắc rối khó gỡ sớm thâm cằn cố đế cho dù chúng ta mạo hiểm đồng quy vô tận giết chết tôn chủ Long sát cùng với thân đồ vân hảo thì rất nhanh sẽ có người thứ hai đứng ra ngược lại làm cho bọn họ đến đây kiếm sơn không phải là bọn họ muốn tới thì tới bọn họ tập hợp nhiều người như vậy cùng nhau tiến lại đây chúng ta vừa lúc có thể nhân cơ hội này đưa bọn họ một lưới quét hết rút cùi dưới đáy nồi hoàn toàn diệt trừ Lăng đồng ngần người mặc dù là đang lái xe cũng bị xuân nhụy dọa sợ nhịn không được mà xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn xuân nhụy một cái Xuân Nhụy còn nói phải nhân cơ hội đem tôn chủ Long Sát cùng với thân đồ Vân Hạo quét chết một lượt, những người đó một lưới bắt hết sau. Đội quân kia có hơn 700 người, hơn nữa mỗi người đều là cao thủ từ ám cảnh hậu kỳ trở lên. Như thế nào mà chặn được đây, đánh như thế nào đây? Hiển nhiên, nhìn ra sự kinh hồn bạt vía của lang đồng cùng với lang hồn, Xuân Nhụy giải thích nói, Kiếm sơn sừng sững mấy ngàn năm không ngã, tự nhiên có nguyên nhân. Nếu như dễ dàng công phá như vậy, thì vùng đất trăm quốc đã bị điện huyền vương thống trị hơn 10 năm. Thế nào cho tới bây giờ mới đánh tới kiếm sơn chứ? Nói xong, Xuân Nhụy liếc mắt một cái, sau đó nói tiếp. Căn cứ, theo tiên đoán của tôi, hắn muốn thiên thần chi kiếm, bại lộ một ít bí mật, làm cho tôn chủ long sát đoán được sự tình cho nên bọn họ mới có thể chó cùng rứt dậu tập kết đại quân suốt đêm đuổi giết lời nói của xuân nhụy thập phần mịt mờ làm cho lang đồng cùng với lang hồn càng nghe thì càng tò mò hơn nhưng bọn họ không đợi lang đồng cùng với lang hồn truy vấn xe phía trước đột nhiên đã ngừng lại tôn chủ xả sát đi tới tiêu nhất thiên nhíu mày hỏi xà tỷ có chuyện gì vậy thanh đệ tôn chủ xà sát hỏi ngược lại Người khôi phục thế nào rồi? Sáu phần. Tiêu Nhất Thiên nói, trở lại đại hạ thì hẳn là có thể khôi phục được chín thành công lực. Tốt. Tôn chủ xả sát gật đầu, chỉ về hướng xa xôi nói. Thanh đệ, ngươi nhìn xem, nơi đó có một đội quân đại khái khoảng 20 người, toàn bộ đều là ám cảnh hậu kỳ. Hơn nữa, còn có một nhất cảnh minh khí. Bọn họ hẳn là người của Hùng Quốc. Theo tôi được biết, Hùng Trạch cũng là người của huyền Vương Điện bọn họ đột nhiên xuất hiện ở trong này, không biết có mưu đồ gì nữa. Về việc tôn chủ Long Sát cùng với thân đồ Vân Hạo tập kết đại quân đuổi giết, trước mắt chỉ có Tiêu Nhất Thiên cùng với Xuân Nhụy biết. Tôn chủ giả sát cũng không có cảm kích, nhưng tình hình trước mắt cũng làm cho cô ta ý thức được có chuyện không thích hợp. Đồng từ của Tiêu Nhất Thiên co rụt lại, hừ lạnh nói, oan già ngõ hẹp, là bọn hắn. Xuân Nhụy cũng nói, sư tôn vừa rồi có nói tôn chủ lòng sát vì tiết kiệm thời gian trực tiếp tập kết binh ở phía trước có lẽ là đang chờ đợi nghe vậy tôn chủ giả sát sắc mặt nhất thời lạnh xuống quả nhiên là vì bọn họ mà đến sao? tiêu nhất thiên không do dự trực tiếp đình chỉ tu hành đẩy cửa xuống xe giãn chút gần cốt trên người trực tiếp truyền ra những tiếng răng rắc nếu như đụng phải làm cho bọn họ theo thế giới này biến mất đi Giờ chặn trước, sau này sẽ ít đi một đội. Được thôi, tôn trù xà sát gật đầu nói. Ta cùng với ngươi đi, ta cũng đi, còn có ta nữa. Xuân Nhụy cùng với lang đồng lang hồn đều muốn tham chiến. Nhưng Tiêu Nhất Thiên cũng không có quay đầu lại, khoát khoát tay nói. Chỉ là một đám tôm như cá thối, còn chưa đủ để ta cùng với xà tỷ nhét rằng. Các người sẽ không muốn cướp chút thú vui này thì quay lại đi. Dứt lời Tiêu Nhất Thiên cùng với tôn trù xà sát hóa thành hai đạo tia chớp, hướng về phía nhóm người kia mà bay tới. Một trận nổ vang tiếng động chuyển đến, tất cả mọi người đều bị dọa sợ, đẩy cửa xuống xe nhìn sang. Chỉ thấy quyền ảnh cùng với đao ảnh ở dưới bầu trời đêm biến ảo, hùng hằng oanh tạc. Tiêu Nhất Thiên cùng với tôn trù xà sát đều là nhị cảnh minh tâm, xử lý dễ dàng, rất nhanh, chiến đấu vừa mới bắt đầu đã liền kết thúc. Tiêu Nhất Thiên hóa thành một đạo tàn ảnh bay trở về, bàn tay to lớn vung lên thuận miệng nói. Đừng có ngây ngốc ở đó nữa, thời gian cấp bách, lên xe, tiếp tục chạy đi. Một hơi giết hai mươi người, giống như là ngắm trăng, vân đạm phong khinh. Xuân nhụy, lên xe về phía sau, Tiêu Nhất Thiên nói. Người gọi điện cho gì từ đàn một lần nữa, cho điều tra rõ ràng, điện huyền vương cụ thể tập kết ở những đâu, nếu như khoảng cách không xa, chúng ta liền thuận tay giải quyết. Vâng vì thế ở cung đường kế tiếp đám người tiêu nhất thiên sẽ gặp trùng hợp đụng tới một đám người của huyền vương điện ít thì vài người nhiều thì mười mấy hai mươi người bọn họ đều lặng yên không một tiếng động theo thế giới này biến mất thậm chí tiêu nhất thiên còn không chịu nổi tịch mịch không tiếc lãng phí một ít thời gian trực tiếp tiến vào động thù tiêu diệt bọn họ người không đụng tới ta ta không đánh nhưng nếu như ngươi phạm vào ta vậy thì ta tiễn ngươi rời khỏi thế giới này rốt cuộc ba ngày sau, khi mặt trời vừa mới ló dạng, dọc theo đường đi thuận tay đánh chết hơn 100 người của điện huyền vương, đám người Tiêu Nhất Thiên dùng tốc độ nhanh nhất tiến nhập Đại Hạ, thẳng đến kinh thành mà đi, đã trở lại nơi mà Tiêu Nhất Thiên từng tiêu diệt hai đời đế vương, hoàn toàn thay đổi vận mệnh của Đại Hạ, cách mấy tháng lại là một lần trở về Đại Hạ. Tiêu tiên sinh, khi đoàn xe của Tiêu Nhất Thiên lái vào địa phận của Đại Hạ, Đế Hinh đột nhiên cảm thấy phấn khích không thể kiềm chế được, trong mắt dần dần xuất hiện tầng nước mỏng, nước mắt dần dần lấp đầy hốc mắt, đến nỗi tầm nhìn của cô ta phút chốc trở nên mờ nhạt, hàm răng cắn giết vào cánh môi đỏ son, bàn tay nắm chặt cố gắng kiềm chế cảm xúc, sau đó cô ta hít một hơi thật sâu, cô ta không thể khóc, cô ta không còn là nàng công chúa được nuông chiều, sắp tới cô ta sẽ trở thành nữ chúa lãnh đạo vạn người đôi vai gầy yếu gánh vác vận mệnh của cả đại hạ yếu đuối như vậy làm sao có thể chứ làm sao tỏ vẻ mềm yếu góc lóc được đây nghĩ đến vậy trái tim của cô ta như rơi vào băng lạnh điều hiển nhiên rằng tương lai đã được định trước con đường trở thành nữ chúa chỉ có thể đi một mình cô đơn không ai có thể gánh vác thay cô đoàn xe đến bên ngoài thành chỉ đi ngang qua không thể ở lại lâu thời gian không còn nhiều nữa phải lập tức đến kiếm sơn. Vì vậy, các thành viên của Bạch Ngọc Nữ Quân, Thiên Thần và Huyết Lang Đoàn không thể xuống xe, chỉ có Tiêu Nhất Thiên và Xuân Nhụy, Tôn Chủ Xả Sát, Lý Trâm Anh, Văn Mậu Y và những người khác ra khỏi xe đi về phía đế hình. Tạm biệt, Tiêu Nhất Thiên đi về phía trước, từ xa nhìn đế hình lúc này đang mặc áo choàng gấm theo dòng phượng đứng giữa đám người tựa hạc giữa bầy gà khí chất nữ vương cũng vươn tràn khắp nơi so với tiểu công chúa trước đây như trải qua sinh từ mà thành khi đi đến bên cạnh đế hình tiêu nhất thiên cười nói bây giờ phải gọi là nữ vương nếu không tội bất kính tôi không thể kham nổi đế hình đỏ bừng cả mặt đừng đem tôi ra làm trò đùa nữa tôi trước đây theo ngài gọi là tiểu hình Tôi hy vọng sau này dù tôi có trở thành nữ vương thì vẫn sẽ là tiểu hình của mọi người. Tôi vẫn ở đây dõi theo mọi người. Gọi là nữ vương cũng quá hoa trương rồi. Ban đầu Đông Hải Tinh Quân và lãnh chúa tuyết vực Lâm Thành Nhiên phản nghịch tấn công vào thành tiêu diệt gần như toàn bộ. Chỉ có đế hình theo tiêu nhất thiên và trốn thoát. Bây giờ trở thành một nữ vương như cô ta lại chẳng còn ai là người thân nữa. Vì vậy đối với cô ta tiêu nhất thiên cũng là người thân duy nhất được rồi tiêu nhất thiên không có từ chối gật đầu nói vậy thì tiếp tục gọi là tiểu hình thế nào làm nữ vương mấy tháng rồi vẫn chưa quen sao nữ vương người nắm giữ quyền lực của một đất nước đột nhiên trở nên thật xa cách với đám người hiện tại rồi mục tiêu được vô số người nhìn chằm chằm để ý tiêu nhất thiên biết rõ đây không phải là điều mà cô ta muốn rất tốt đê hình còn nhiều lời treo ở đầu môi vẫn đành nuốt vào nhẹ giọng thì thào nếu cho tôi cơ hội tôi vẫn sẽ lựa chọn đi theo tiêu tiên sinh lưu lạc nhân gian đây là cuộc sống mà đê hình khao khát từ nhỏ cô đã như con chim trong lồng khát vọng tự do mạnh mẽ bây giờ bay nhảy từ công chúa lên làm nữ vương cô ta cảm thấy mình chỉ đổi từ một chiếc lồng nhỏ sang một chiếc lồng lớn hơn người cũng không thể bỏ được tiếng nhất thiên nhướng mày nói khi tôi giải quyết mọi chuyện xong xuôi tôi sẽ trở lại đại hạ lúc đó phải ôm đùi của nữ vương đây rồi khuôn mặt của đế hình lại càng đỏ hơn cứ yên tâm tiêu tiên sinh cô cúi đầu nhỏ giọng nói vị trí hoàng đế này vốn là của ngươi nếu như tôi nhận mệnh chắc chắn sẽ hoàn thành không phụ sự tin tưởng của người càng không thể phụ sự tín nhiệm của người dân đại hạ còn về chuyện rắc rồi tôi đã nghe từ đàn nói rồi vì vậy, tôi đã triệu tập nhiều ám cảnh hậu kỳ và các cao thủ ngoài vùng phụ cận. Đại khái trong buổi chiều nay sẽ đến Kinh Thành. Tổng cộng có hơn 200 người. Cộng với 100 vạn binh mã bảo vệ Kinh Thành hẳn là đủ để đối chọi với những tên cầu tặc kia và bảo vệ các người. Nghe đến việc này, đế hình sắc mặt đột nhiên thay đổi, lạnh như bằng. Trong mắt hiện lên tia sát ý, giống như thay đổi từ một nữ vương thành một ma vương thống lĩnh. Cô ta muốn dồn toàn bộ sức mạnh trong tay để bảo vệ Tiêu Nhất Thiên. Được. Tiêu Nhất Thiên trong lòng mang theo ấm áp, gật đầu nói. Đủ rồi. Sau đó đổi chủ đề nói. Nhưng hiện tại, người là nữ vương của Đại Hạ, bảo vệ nhân dân của Đại Hạ mới là trách nhiệm của cô. Không phải là cược toàn bộ vào ván bài này để bảo vệ tôi. Vì vậy, người nên dùng hơn 200 vạn quân để bảo vệ kinh thành, không cần phải ngăn cản bọn họ đến kiếm sơn tìm tôi không nên khơi mào chiến tranh ngược lại người phải cho bọn họ thấy quyết tâm của người phải cho bọn họ thấy được dân quân đại hạ trên dưới một lòng bọn họ vào được đây thì không còn cơ hội để trở về nữa cả đời ở lại nơi này sám hối mục tiêu của chúng tôi và kiếm sơn chắc chắn bọn chúng không muốn rước thêm phiền toái về mình càng không muốn chiến tranh khi thời cơ đến tôi đương nhiên sẽ liều mạng cùng với bọn chúng tại kiếm sơn Tiêu Nhất Thiên từ chối sự giúp đỡ của Đế Hinh là vì chiến lực hai bên xuất ra đều hoàn toàn là cao thủ. Nếu như đánh nhau địch thiệt 10 thì ta cũng thiệt 8 phần. Huống chi, trên đường đi hắn cũng đã dọn một nửa quân trên đường. An toàn quay về đại hạ. Còn lại số quân đang đuổi tới chắc chắn toàn là cao thủ. Nhưng lại chưa biết quân số lỡ như tấn công tình thế đảo ngược lại hại 10 phần quân ta. 200 người này chính là tinh nhuệ của đại hạ. Nếu họ chết đi, hương thịnh của đại hạ phải làm sao đây? Ở Long Thành, hắn không dám cược mạng của ba và vợ. Hiện tại, ở đây, hắn cũng không thể cược cả vận mệnh của đại hạ. Nhưng... Để hình định thuyết phục tiêu nhất thiên, nhưng lại bị chặn lại. Cứ như vậy đi, rắc rối ta sẽ giải quyết. Người bây giờ cũng nhanh chóng hoàn thành sứ mệnh của mình đi. Người yên tâm, Tại huyền vương điện, bọn họ không thể giết ta, thì tại Long Thành không lấy được mạng của ta. Hiện tại ở đại hạ này, tại Kiếm Sơn, bọn họ càng không thể. Ngừng một chút, hắn lại nói, tôi nhất định sẽ bình an vô sự, tôi phải giữ mạng để quay về hưởng lộc từ nữ vương chưa? Dứt lời, hắn xoay người rời đi không chút do dự, đến trước xe, mở cửa đi vào, những người khác cũng theo sát. Đừng sợ, Xuân Nhụy vỗ vai của đế hinh an ủi. Ta hứa với người, bọn ta nhất định sẽ bảo vệ tốt hắn. Tiêu Nhất Thiên cùng những người khác vội vàng rời đi, thành không tiến vào. Khi họ rời đi, nỗi cô đơn tịch mịch như vây lấy đế hình. Cô ta lặng nhìn hàng xe quất sau góc phố đầu thành. Cô ta vẫn không thể chịu đựng được đến cùng. Khi đoàn xe mất hút, nước mắt lăn dài trên gương mặt trắng hồng của người con gái. Trong xe, Xuân Nhụy liếc nhìn về phía hướng kinh thành thờ dài nói. Tình cảm của tiểu hình dành cho ngươi, ngươi không hiểu sao. Thật là một đứa nhỏ đáng thương, bỏ tất cả, vác gánh nặng trên vai, đuổi theo nam nhân mình thích, lại cầu không được người. Bi kịch. Cùng nhau mấy tháng đều là phận nữ nhân Cô ta cảm thương cho đế hình Bằng không thì thế nào chứ Tiêu nhất thiên bất lực Xuân nhụy tỉ tỉ nghĩ xem Ta có thể làm được gì đây? Từ Lam cứu ta mà hy sinh thân mình hôn mê bất tỉnh tại Kiếm Sơn. Cô ấy đang chờ tôi trở về. Quân địch đuổi theo, tình hình chưa rõ. Mật Phượng Hoàng còn đang nằm ở trong người của cha tôi, chưa biết cách giải. Mẹ tôi thì không biết đang ở nơi nào. Hiện tại tôi còn có tư cách để quan tâm đến tình cảm nam nữ hay sao? Đau dài không bằng đau ngắn. Hiện tại thất vọng về sau bớt đau thương. Nói xong tiêu nhất thiên lắc đầu. Có trách, thì chỉ trách tôi quá xuất sắc. Thần như còn đòm đóm tỏa ra từng luồng sáng trên bầu trời đêm khó mà che giấu được. Hắn còn chưa nói hết lời, Xuân Nhụy đã tỏ vẻ khinh thường. Còn chưa nói... Xuân Nhụy quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, không muốn nói chuyện với Tiêu Nhất Thiên. Cô ta đương nhiên biết hắn đang dùng cách này để lảng tránh. Nhưng người nói vô tình, người nghe hữu ý, lang hồn yên lặng liếc nhìn lang đồng đang ngồi ở ghế vụ lái lẳng lặng yên tĩnh không biết đang nghĩ gì nữa chạng vạng tối khi trời đã ngả về tây khi đoàn xe của tiêu nhất thiên từ từ tiến vào địa giới của kiếm sơn thì bên kia đoàn người của tôn chủ long sát cùng với thân đồ vân hạo cũng tiến đến đại hạ thẳng hướng đến kinh thành vốn dĩ tôn chủ long sát có thể không đến kinh thành thẳng về phía kiếm sơn nhưng vì tiết kiệm thời gian hắn không có lựa chọn đi đường vòng tôn chủ lòng sát trên đường có người báo lại nữ vương đế hình triệu tập hơn hai trăm ám cảnh hậu kỳ bố trí vùng phụ cận còn đem mười vạn quân đóng binh tại kinh thành như khổ rình mồi hẳn là vì chúng ta đó chúng ta có nên tránh chưa nói xong liền bị tôn chủ long sát đánh gãy Tránh cái gì mà tránh, bồn vương muốn xem xem, cô ta là một con chim thiếu lông thiếu cánh, như một con rối trong tay của Tiêu Nhất Thiên, thì lấy bản lĩnh gì để ngăn cản tôi. Nếu như dám ngăn cản, bồn vương đánh sập tòa thành này. Thật đáng giận, Tiêu Nhất Thiên dọc theo đường đi giết hơn trăm người của huyền vương điện, tôn chủ long sát, lúc này rất tức giận, nếu như không phải tình huống khẩn cấp, hắn còn muốn tấn công vào kinh thành của đại hạ, khiến cho Tiêu Nhất Thiên phải trả giá. Vâng, người nọ nhận mệnh rời đi rất nhanh tôn chủ long sát cùng với thân đồ vân hạo cầm đầu năm trăm tinh anh ngồi hơn một trăm chiếc xe đi thẳng vào trong kinh thành thấy vậy như đã được báo trước cao thủ tập hợp quanh thành nữ vương đứng ở đầu cổng việt nam nhìn xuống cạnh cô ta có hai người đàn ông chính là hoàng đế nước thân cận đích thân viện trợ là ai vậy cúi đầu nhìn xuống cô ta quát lớn tại sao lại tiến vào đại hạ hiện tại đế hình cũng đã đặt chân vào giới võ đạo có dòng máu nữ đế lại được sự giáo huấn của tiêu nhất thiên cô ta hiện tại cũng là một ám cảnh trung kỳ âm thanh lạnh lùng truyền xa vạn dặm mọi người im lặng không ai trả lời nhưng bất ngờ trên không trung xuất hiện hình bóng của một nhát kiếm không tồi bóng kiếm tiến gần đến tiếng động lớn như xé toạc không gian yên tĩnh thẳng về phía đế hình Tốc độ nhanh đến cực hạn, các ám cảnh xung quanh không kịp phản ứng. May mắn thay, bên cạnh đế hình có hai bán bộ minh cảnh hộ vệ. Hai người phản ứng cực nhanh mang theo đế hình bay lên né đòn, khó tránh được đòn bất ngờ này. Nháy mắt, tại một nhát kiếm tấn công vào cửa thành Việt Nam, cửa thành nhanh chóng nát tan, chỉ còn lại một đống vế tích. Cổng thành nhất thời loạn thành một đoàn, là nhị cảnh minh tâm công kích hợp lực sau. Những người canh cổng quanh năm ở yên nơi này chưa từng chứng kiến giao đấu của những cao thủ nay lại ngạc nhiên không kể. Người còn chưa thấy đã cảm giác được uy quyền. Người... Đế hình cùng với hai người bên cạnh bay lên không trung, cúi đầu nhìn về phía dưới chứng kiến một màn này, nhịn không được mà hoàng sợ. Đế hình đột nhiên hiểu được tại sao Tiêu Nhất Thiên lại dặn dò cô ta không cần phải ngăn chờ tôn chủ lòng sát, không cần khơi dậy chiến tranh. Thì ra là chỉ dựa vào những người này thì không thể khống chế được bọn chúng. Một khi khai chiến, hậu quả không thể nghĩ đến. Vùng đất Trăm Quốc, nơi nơi đều là đất của huyền Vương Điện. Bồn Vương làm gì còn phải hướng với một nữ nhân quèn như người để giải thích sao? Còn nhiều lời vô nghĩa liền nhặt thay trong thành đi. Tôn chủ Long Sát vừa nổi giận quát vừa đi ra. Một lời không hợp liền muốn diệt thành tiêu nhất thiên từng nói tôn chủ long sát vì tiết kiệm thời gian tuyệt đối sẽ không chủ động khai chiến hiển nhiên hắn xem nhẹ lừa giận của tôn chủ long sát rồi hiện tại còn mở miệng uy hiếp đế hình Đề hình muốn nói lại thôi cuối cùng vẫn là không dám khiêu khích tôn chủ long sát cô ta không kiểm soát được tình hình bên dưới chỉ một bước đi sai sẽ làm thay đổi đại cục cô ta không muốn liều mình nếu như một quyết định không đúng đắn liền trở thành tội nhân thiên cổ Ngoài thành lúc này là một mảng tĩnh mịch, mọi người run rẩy sợ hãi, đưa mắt nhìn đoàn xe hiên ngang rời đi không ngừng lại. Đi rồi, đế hình tự mình dẫn 200 cao thủ cùng 10 vạn hùng binh lại không làm nên chuyện gì, chơ mắt nhìn tôn trù long sát, mang theo sát khí hướng về phía kiếm sơn. Không cần đuổi theo. Xe đã khuất bóng, những tiếng giống giận của tôn chủ long sát vẫn còn vang động lại. Các người dám ra khỏi kinh thành một bước, Ta gặp một người giết một người, toàn bộ đại hạ sẽ phải trả giá, tàn sát toàn bộ dân trong thành. Thật ra, nếu chỉ có 200 cao thủ mà đế hình dẫn theo, tôn chủ Long Sát sẽ một tay giết sạch. Cái khiến hắn lo ngại là 10 vạn hùng binh tại vùng ngoại thành. Nếu như từng người một, thì so ra người của tôn chủ Long Sát sẽ có lợi thế hơn. Nhưng quần thế trăm vạn người hợp lại đánh đoàn quân của tôn chủ Long Sát dẫn theo, hiện tại không trọt thì cũng khỏe hào binh phần ít không đáng lo chỉ sợ là toàn diệt nhưng bà trước khi đến kiếm sơn quân của tôn chủ long sát phải giữ được toàn lực đó là lý do vì sao trước khi hắn đến đã đe dọa đế hình không được tấn công phía sau hình nữ vương người không sao chứ khi tôn chủ long sát đã đi xa hai cao thủ bán bộ minh cảnh đứng gần đế hình hoàn hồn quay lại hỏi tôi không sao đế hình lắc đầu nói vừa rồi người đó có thực lực như thế nào cái này hai vị cao thủ bán bộ minh cảnh liếc nhìn nhau sau đó một người trầm giọng nói nếu như không có gì sai lệch thì người đó chính là tôn chủ long sát có thể phá hủy toàn thành hơn nữa những người đó tuy rằng không có dừng xe nhưng tôi xem trong xe hẳn là có không ít người đi cùng binh mạnh như vậy có thể tiêu diệt bất kỳ một quốc gia nào mà bọn họ muốn chứ đừng nói đến là đại hạ nghe vậy đê hình run lên sắc mặt như cho tàn nhưng người còn lại an ủi nói sáng nay có một nữ tử cùng với tiêu tiên sinh cùng xuống xe thực lực ngang ngừa tôn chủ long sát đều là cấp bậc nhị cảnh minh tâm hơn nữa có xuân nhụy cùng với nam vương tuyết vực và những người khác hỗ trợ Cộng thêm địa hình của Kiếm Sơn, họ hiểu biết hơn đám người kia nhiều. Cũng chưa chắc là ai thắng ai bại. Tôi tự tin Tiêu Tiên Sinh có thể thắng được. Hình nữ vương an tâm. Không lo lắng được sao? Đế hình không nói gì cả, ngẩng đầu lên, đứng ở chính điện của Tây Lăng Cung. Cao trên 95 bậc thang ngọc, ngơ ngác nhìn về phương xa. Tiêu Tiên Sinh nhất định không thể có chuyện, ngàn vạn lần không thể xảy ra chuyện lúc đó tại kiếm sơn khi những đỉnh núi quen thuộc xuất hiện trước mặt tiêu nhất thiên hắn hít một hơi thật sâu không kìm được cảm xúc nháy mắt nửa năm đã trôi qua trong nhiều trận chiến từ kinh đô đến điện huyền vương rồi đến long thành cuối cùng thì cũng được trở về cuối cùng thì cũng đã về nhà rồi hắn cuối cùng cũng cứu được cha sắp cứu được vợ và bảo toàn toàn vẹn mật phượng hoàng Dì từ đàn cùng với đoàn người đứng chờ dưới chân núi Kiếm Sơn, những khuôn mặt và bóng dáng quen thuộc dần dần hiện lên ở đó. Con gái hắn cũng ở đó, tròn xoe mắt kêu lên, ba! Tô An Nhiên thấy ba liền òa khóc, nước mắt đẫm ướt trên khuôn mặt trẻ con, giọng nấc nghẹn mếu máu. Thật, thật sự là ba đã trở về sao? Nửa năm không gặp, con gái nhỏ đã cao hơn. Là ba đây, tiêu nhất thiên xuống rè, nhanh như gió chạy về phía con gái hai tay dang rộng ôm con vào lòng nước mắt của tô an nhiên vẫn rơi liên tục thấm ướt vào quần áo của tiêu nhất thiên cũng len lỏi chảy vào trong tim hắn tất cả mọi người đều len lén xúc động nở nụ cười nhìn hai cha con có lẽ thời gian đã quá lâu cho một người con chờ cha cuối cùng thì họ cũng được đoàn tụ rồi tiêu nhất thiên buông ra Tô An Nhiên miễn cưỡng rời khỏi vòng tay của Tiêu Nhất Thiên, nức nở nói. Ba, ba đi xem thử đi, mẹ, mẹ cần ba hơn An Nhiên, có được không, cứu mẹ chứ, có được không? Được rồi, Tiêu Nhất Thiên gật đầu, cầm tay dắt Tô An Nhiên đứng lên, đứa nhỏ này thật ngoan ngoãn, lễ phép. Lúc này, mọi người cũng lần lượt bàn ra xa, Tiêu Thành Sơn cũng được mọi người đỡ tới. An Nhiên... Tiêu Nhất Thiên chỉ vào Tiêu Thanh Sơn trên lưng của lãnh chúa tuyết vực giới thiệu với cô nhóc. Đây là ông nội của con, sau này gọi là ông nội nhé. Ông nội sao? Tô An Nhiên sửng sốt, nhưng không phải đã có ông nội rồi sao ạ? À? Tô An Nhiên từ nhỏ đã sống với mẹ, sống trong gia tộc nhà họ Tô, theo họ mẹ. Vì thế, cha mẹ của Tô Tử Lam tự nhiên cũng trở thành ông bà nội của cô bé. Đó là ông bà ngoại. Tiêu Nhất Thiên giải thích bà của mẹ là ông ngoại của con mẹ của mẹ là bà ngoại của con bà của bà là ông nội mẹ của ba là bà nội con có hiểu không tô an nhiên suy nghĩ một chút sau đó gật đầu con hiểu rồi ạ à? tô an nhiên nói trước đây ở trường con đã từng học nhưng vì lúc đó con chưa có ba còn từng bị anh họ chế giễu trêu đùa là đứa con hoang nữa tô an nhiên bĩu môi nhìn về phía tiêu thanh sơn hét lên ông nội Tuy nhiên, Tiêu Thành Sơn không có trả lời. "Ông nội, ông nội ơi." Sau khi hét lên mấy lần đều không được người đáp lại, Tô An Nhiên không khỏi cau mày hỏi, "Bố ơi, ông nội có chuyện gì vậy? Sao lại làm ngơ con gọi chứ? Ông cũng giống như mẹ ngủ rồi sao?" "Đúng vậy." Tiêu Nhất Thiên gật đầu nói, "Ông nội ngủ rồi, nhưng sẽ tỉnh lại thôi. Đợi thêm vài ngày ông nội sẽ tỉnh lại, có được không con?" "Vâng ạ." Tô An nhiên liếc mắt nhìn xung quanh, đột nhiên hỏi: vậy thì có ông nội rồi, bà vậy bà nội đâu à? Bà nội đang ở đâu à? Dạ, sao? tìm hắn chợt trùng xuống, khom lưng vuốt mái tóc của Tô An nhiên và nói: bà đang ở xa lắm, một nơi thật xa. Khi nào mẹ và ông nội tỉnh dậy, bà sẽ mang con đi gặp bà nội, có được không? Vâng ạ, vâng ạ. Tô An Nhiên nước mắt chưa khô, vỗ tay cười đùa, nét mặt ngây ngô nghiêng đầu nói. Thật là tuyệt vời, nhiên nhiên có ba, có mẹ, có cả ông nội, rồi sẽ có cả bà nội nữa. Nhiên nhiên không còn là con hoang nữa, không còn nữa. Tiếng cười của Tô An Nhiên khiến cho Tiêu Nhất Yên quặn lòng. Những đứa trẻ khác lớn lên trong sự chăm sóc của cha mẹ, sự chở che của ông bà. Nhiên nhiên của hắn sinh ra lại không biết mặt cha, Ông bà theo đó mà cũng không biết mặt Một đứa trẻ như vậy Khi đoàn viên sẽ vui vẻ Xiết biết chừng nào Còn đường phía trước còn dài Đâu là đường về nhà đây Dì từ đàn Tiêu nhất thiên thở dài Quay đầu lại nhìn dì từ đàn nói Mật Phượng Hoàng đã được hiên viên cuồng phong luyện hóa Dung hợp vào trong cơ thể của ba con Không biết có gì cản trở hay không Mặc dù đã cứu được ba cũng đã an toàn mang theo mật vượng hoàng về nhưng tâm trạng của tiêu nhất thiên vẫn như cũ khó chịu sử dụng mật vượng hoàng có thể cứu tô tử lam không có ảnh hưởng tới cô ấy hay không hay có ảnh hưởng đến ba con hay không đây là những câu hỏi đang chạy quanh trong suy nghĩ của hắn trở về trước đã vẻ mặt của dì từ đàn nghiêm nghị không có trả lời ngay câu hỏi của tiêu nhất thiên quay về phía núi kiếm sơn hướng về phía đỉnh núi vừa đi vừa nói Thân thể của ba con quả nhiên là chịu đựng được sự ăn mòn của mật phượng hoàng. Chẳng trách, điện huyền vương một hai phải cướp lấy hắn đi. Nguyên nhân trong đó ta không thể lý giải, chỉ có thể là hiên viên cuồng phong mới có thể biết được thôi. Về phần nguy cơ, dì từ đàn ngập ngừng rồi cúi đầu nói, chuyện mà ta không thể biết rõ, rủi ro đương nhiên sẽ theo đó lớn hơn. Chỉ cần ngươi mang về mật vượng hoàng, ta chắc chắn đến tám phần là từ Lam sẽ bình an vô sự. Còn về phần thân thể của cha con, có thời gian nghiên cứu từ từ thì ta cũng sẽ có thể nắm chắc bảy phần là sẽ giải được độc cho ông ta. Chuyện gì? Vừa nhận được tin báo, tồn chủ lòng sát đã tiến vào đại hạ, hiên ngang đi qua kinh thành, đang tiến gần kiếm sơn, chỉ sợ sẽ đến trước bình minh. Chúng ta không còn cách nào khác, phải mạo hiểm thử một lần thôi. Trai tim của Tiêu Nhất Thiên trùng xuống, hắn thật sự lo sợ kỳ tích không xảy ra. Cái đó... Tiêu Nhất Thiên ngập ngừng hỏi, bây giờ nắm chắc mấy phần? Năm phần. Dì Tử Đàn lắc đầu thở dài. Hơn nữa, quá trình này là dùng mật phượng hoàng để đả thông kinh mạch bên trong cho Tử Lam, có thể sẽ xuất hiện hiện tượng phản nghịch tắc mạch. Mọi sự còn phải dựa vào may mắn nữa giống như một canh bạc vậy nếu như không thành công tính mạng của từ lam khó bảo toàn còn cha của con chắc chắn cũng lành ít dữ nhiều rất có thể sẽ gặp tình trạng phản phệ mà dẫn đến tình trạng nguy kịch vấn đề liên quan đến sinh mạng của tô từ lam cùng với tiêu thanh sơn dì từ đàn cũng sẽ không che xấu mà nói cho tiêu nhất thiên tình huống xấu nhất có thể xảy ra Điều đó không phải là đồng nghĩa với việc nếu như Tô Tử Lam gặp nguy hiểm thì ngay cả cha hắn cũng sẽ không toàn mạng hay sao. Vậy hắn chiến đấu nửa năm trời, bảo toàn mật vượng hoàng như đang giữ một liều thuốc, được ăn cả, ngã về không sao. Hắn làm sao có thể chấp nhận việc này? Tô An Nhiên làm sao chịu đựng được mọi chuyện đây? Quá tàn nhẫn. Dọc đường đi, chân bước theo đoàn người, tiêu nhất thiên ngẩng đầu kêu khổ. Ông trời có mắt như mù sao? Tôi có phạm tội đào mộ tổ tiên ai sao? Sao lại đối xử với tôi như vậy chứ? Tiêu Nhất Thiên trở về kiếm sơn, không cần tiếp tục che giấu thân phận nữa, liền khôi phục hoàn toàn diện mạo. Tóc trắng bay theo làn gió, bộ dạng hiện tại của anh trông thảm thương lại mang theo nét tiêu điều. Dì từ đàn thờ dài lắc đầu, đưa tay vỗ vai an ủi. Nếu như bây giờ hối hận thì vẫn còn kịp, giữ yên mật phượng hoàng có thể giữ lại một mạng cho cô ta để cô ta nằm ở đó cùng với ngươi và nhiên nhiên trải qua bình yên đến cuối đời mật phượng hoàng trong cơ thể của cha ngươi tạm thời cũng không nguy hiểm đến tính mạng sau khi giải quyết việc của tôn chủ long sát sẽ nghiên cứu cách để chữa trị cứu cha ngươi sau hối hận sau tương đương với việc bỏ cuộc sau không cược sẽ không thua tổ tử làm cả đời không tỉnh dậy bình bình yên yên nằm đó thân thể của cha anh cũng cứ như vậy bà không có cách chữa trị vậy thì cá cược hay không có khác gì nhau chứ năm phút tiêu nhất thiên đứng yên bất động nhìn nhiên nhiên tròn xoe mắt đang nhìn hắn năm phút trôi qua hắn chẳng mở miệng nói gì cả gì từ đàn chúng ta trước tiên đi xem từ lam có được không được rồi tiêu nhất thiên không nói cô cũng im lặng không hỏi nhưng ngầm hiểu ý hắn tiến vào không gian của núi kiếm sơn kiếm thiên thần vẫn lặng lẽ trói lọi lơ lửng giữa chừng trên không gian phát sáng như vậy tô tử lam nằm dưới lưỡi kiếm cả người bị ánh kiếm chiếu sáng như đang hấp thụ hào quang nhìn cô xinh đẹp thờ đều đều như một nàng công chúa chờ đợi hoàng tử đến hôn để thức tỉnh tử lam tiêu nhất thiên ôm lấy tô an nhiên đi thẳng về phía tô tử lam đám người đi theo sau dừng lại cách kiếm thiên thần hơn mười thước lãnh chúa tuyết vực mang theo một miếng lót đến bên cạnh tiêu thanh sơn tuy vậy điều nằm ngoài dự đoán của mọi người chính là khi tiêu nhất thiên tiến lại gần kiếm thiên thần thân kiếm liền rung động ánh hào quang tỏa ra theo nhịp đập tim nhìn như có ai đó đang cố ý lay chuyển thân kiếm rời khỏi vị trí cái này tiêu nhất thiên giật mình hỏi dì từ đàn đã xảy ra chuyện gì vậy dì từ đàn không trả lời câu hỏi của tiêu nhất thiên phất tay tạo một luồng khí lạnh chém về phía kiếm thiên thần một luồng khí xẹt qua như bao trọn tất cả ánh hào quang lấp lánh quanh thần kiếm như một xích kiềm trói lấy sự chuyển động của nó tiêu nhất thiên dì từ đàn lo lắng hét lên buông nhiên nhiên ra lại đây giúp ta đi sau đó sau đó quay sang những người khác ra lệnh tất cả những người thuộc cảnh giới minh cảnh có mặt tại hiện trường tất cả lại gần đây cùng nhau ra tay vâng dù ai cũng không lên tiếng hỏi, chỉ tiến lại theo mệnh lệnh mà hành động, tất cả đều xuất lực tấn công về phía kiếm thiên thần, tạo thành một vòng vây như gọng kìm sắt giữ chặt lại những di chuyển của kiếm. Khoảng 3 phút sau, kiếm thiên thần trở nên ổn định, ánh hào quang cũng không còn rực rỡ nữa mà trở về lấp lé tầm thường. Tiêu Nhất Thiên cùng những người khác trên trán dịn đầy mồ hôi, gân xanh nổi lên, chỉ cần nhìn cũng biết đã xuất ra rất nhiều lực, sau đó cả đám người đều nghiêng mặt nhìn về phía Từ Đàn chờ đợi câu giải thích thỏa đáng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 130 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến Vương qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ xin tạm biệt và hẹn gặp lại